outside. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their face shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna do for it? What you gonna be? Album là Cho Cuộc Tình Đã Mất, album cuối cùng trong dự án Bolero và khúc Cho Tình Nhân, thì cái tên Mr. Đàm đã có sự trở lại mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng của mạng xã hội và thu hút một lượng lớn khán giả quan tâm và tìm nghe những cái bản mashup trong album Bolero lần này. Thưa quý vị, với sự lắp ghép khá là tài tình trong câu từ và chọn lựa bản phối, thì Mr. Đàm đã một lần nữa đem đến một cái hơi thở mới cho dòng nhạc Bolero và khiến cho dòng nhạc này tiếp cận một cách gần gũi hơn với giới trẻ. Và nhiều khán giả sau khi mà thưởng thức cái album là Cho Cuộc Tình Đã Mất đã mong muốn được nghe Mr. Đàm trình diễn những cái bản mashup đỉnh cao lần này trong một cái live show. Và với Ngày Em Thắp Sao Trời thì một lần nữa Mr. Đàm cũng sẽ mang đến một live show thật sự thú vị cả về phần nghe lẫn phần nhìn, với một sự đầu tư kỹ lưỡng trong thời gian tới, và cũng là một cái lời tri ân cuối cùng cho dòng nhạc đã mang tên tuổi của anh lên một tầm cao mới. Thưa quý vị, và để thực hiện cái live show đặc biệt ý nghĩa như thế này thì chắc chắn là anh Đàm Vĩnh Hưng cũng đã chọn mặt cưới vàng với một ekip mà giàu kinh nghiệm và có gu thẩm mỹ cao. Và xin được giới thiệu đến quý vị những ekip, những cộng sự sẽ đồng hành cùng với anh trong cái live show Ngày Em Thắp Sao Trời. Xin được giới thiệu đến quý vị, chắc chắn rồi, chủ nhân của live show này đó chính là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng, xin được mời tổng đạo diễn Trần Vi Mỹ, xin mời ca sĩ Dương Triệu Vũ, ca sĩ Trung Quân Idol. Với cái dự án đó là giả khúc Cho Tình Nhân, thì anh Đàm Vĩnh Hưng cũng muốn làm một cái điều gì đó cho cái hành trình mà mình đã bắt đầu và mình khép lại. Thì xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng có thể chia sẻ cho mọi người biết là tại sao là cuối cùng và tại sao lại dừng ở con số 19 năm ạ? Cảm ơn Nguyễn Khang. Chào các bạn ngồi nhé. Gửi lời chào trân trọng đến tất cả mọi người, những người thân yêu đã có mặt ở tại đây. Cảm ơn thời gian quý báu của mọi người. Bác Quân như đây nè. Tên nào cũng được hết trơn. Khi mà phát hành album số 10, Hưng cũng không nghĩ là nó lại hiệu quả nhiều như vậy. Nhận được rất nhiều những lời khen ngợi từ tất cả mọi giới, kể cả những người chưa từng là fan của Hưng. Họ đã để lại những cái lời comment như những liều thuốc doping rất mạnh, giúp cho Hưng có thêm sức mạnh cùng với ekip của mình để đưa ra quyết định làm cái live show này. Hưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là sẽ làm tiếp cái gì đó nữa, chưa nghĩ ra. Nhưng cuối cùng lại là cái sức mạnh của sự yêu thương và sự ủng hộ và cái sự thành công của album này đã cho Hưng quyết định là phải làm cái show để mọi người thấy rằng đúc kết cả một chặng đường hành trình chặng đường 19 năm mình theo đuổi cái dự án âm nhạc này, thì
mình phải có một cái gì đó gần như là báo cáo lại với tất cả những ai đã yêu thương. Thậm chí những cái lời comment, chỉ cần nghe cái lời bạn đọc đầu tiên lên thôi, hạn dĩa dừa tiếng Hát Việt, là đã, họ đã có cảm giác rần rồi. Sau đó thì em thấy là cái cảm xúc bị đắm chìm vào trong cảm xúc của mọi người luôn. Và nói là chắc chắn mình phải làm một cái gì đó thật đặc biệt đi, vì cái sự yêu thương này đang rần đang hot, thì mình để lâu quá sẽ nguội. Ở đâu cũng vậy hết, sư phụ không có nói hoài xa mặt sẽ cách lòng, thì Hưng cũng không muốn bị để quá lâu hơn nữa, là Hưng cũng về cái quyết định làm luôn cái live show này. Và Hưng cũng trong lúc mà làm, Hưng cũng nghĩ rằng là chưa biết tới khi nào mình sẽ lại tiếp tục thực hiện một cái live show về Bolero nữa, vì nó phải đủ cái sự hào hứng, đủ cái sự mới và đủ cái sự mà kích thích mình thì mình mới làm được. Cho nên là Hưng tự quyết định đây sẽ là cái live show về Bolero số cuối cùng mà Hưng đã làm live show. Cho nên là tất cả những tâm huyết, những gì hay nhất, những gì đặc biệt nhất của cả một dự án của hành trình 19 năm qua, Hưng với anh Việt Mỹ sẽ gửi hết tận lực, tận tâm, tận sức vào trong cái live show này. Chính vì đó, ngày hôm nay có buổi họp báo để công bố mọi người về cái live show này. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh. Thưa quý vị, ta có câu là save the best for the last, có nghĩa là dành những điều tốt nhất cho cái cuối cùng. Thì chắc chắn nó sẽ là một áp lực không nhỏ đối với tổng đạo diễn Trần Vy Mỹ, với những cái lời show Bolero mà anh đồng hành trước đó đã rất nhiều những ý tưởng đặc biệt. Thế thì cái điều khó khăn nhất khi mà anh Hưng đưa cái bài toán này cho anh là gì? Và anh đã phải trăn trở như thế nào để có thể suy nghĩ về cái điểm khác biệt của live show này so với những live show trước đó? Xin chào các anh chị. Cảm ơn Nguyên Cang có câu hỏi khá thú vị. Như các bạn đã biết, mình đồng hành với Hưng cũng khá nhiều năm, và nhiều dự án hai anh em đồng hành với nhau. Thì về chuyên về Bolero thì mình với Hưng đã làm qua 2 live show, và live show lần này lần thứ 3. Cái vấn đề đây là chúng tôi rất sợ lặp lại chính mình. Hưng thì nói với tôi rằng là mình đã leo một đỉnh núi này, thì đỉnh núi sau phải cao hơn. Rõ ràng áp lực chắc chắn là có. Và khi mà cái album của Tình Đã Mất này đến tay đôi thì tôi cảm thấy rất thích thú. Vì Hưng có một cách hát nhẹ nhàng và gần gũi với giới trẻ, và nó rụt lại ký ức của mình là mình làm sao để nhắc lại một cái thời ký ức của những cái người đã chứng kiến cái thời điểm đó, và dòng nhạc Bolero nó len lỏi trong đời sống của người ta. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn làm như bộ phim quay lại của những ai có những cái hoài niệm đã từng trải và trải nghiệm cái dòng nhạc này. Thì cái nhiệm vụ là nhiệm vụ của mình để làm sao các bạn xem qua một cái đoạn phim, một cái show xong như xem lại một phim, một đoạn phim mà có chính mình ở trong đó, chính mình trải nghiệm từng cảm giác. Tại vì bởi vì dòng nhạc Bolero là dòng nhạc thay lòng muốn nói rất là nhiều. Họ có những cái tác giả ngày xưa họ viết là có một câu chuyện và cái ý tứ trong từng bài. Và cái duyên ở đây là Hưng mashup rất giỏi, như các bạn cái CD bạn nghe rồi, từ câu này qua bài, câu này của bài này qua câu kia của bài khác, rất là tài tình. Thì tôi nghĩ đây là một cái điều khá thú vị về cái nghe này. Cái nghe đã hay rồi, thì nhiệm vụ của tôi làm sao cái nhìn nó phải thỏa mãn. Và tôi tin rằng những kinh nghiệm của bản thân mình sau nhiều năm làm nghề, gần như là 20 năm ở vai trò đạo diễn, thì không có thể nào tôi làm thất vọng khán giả. Hai khách mời ca sĩ có mặt trong live show này đó là ca sĩ Dương Trụ Vũ. Dương Trụ Vũ thì có thể là một cái điều khá là thân thuộc với mọi người rồi. Chỉ có một điều mà Nguyễn Khang thì cũng hơi giống như rất là nhiều người, là liệu rằng trong cái live show cuối cùng này thì điều đặc biệt mà Dương Trụ Vũ sẽ mang đến là gì? Và cái màu Bolero thì thường nó không phải là cái màu khá là đặc trưng của Dương Trụ Vũ. Thì bạn sẽ làm sao để mình có thể phát huy được cái thế mạnh của mình trong cái live show mà chắc chắn nó phải ghi dấu ấn của anh Đàm Minh Hưng? Dương Trụ Vũ xin chào mọi người, hello. Vỗ tay cái cho lấy tinh thần mọi người ạ. Để trả lời câu hỏi của Khang thì đúng là cái màu Bolero không phải là cái màu đặc trưng của Vũ nổi trội nhất. Nhưng tuy nhiên nếu như mà xem lại lần đầu tiên mà Vũ xuất hiện ở trên sân khấu tại Hải Ngoại đó, thì đó chính là bài Cho Người Tình Lỡ. Đó là một sáng tác của Tú Nhi, tức là chú Chế Linh. Và
cái bài hát sau đó nữa, chính là bài Đoạn Buồn Cho Tôi. Tức là hai bài bolero cực kỳ kinh điển luôn, nhưng mà được hòa âm phối khí lại cho nó trẻ trung hơn. Thì màu sắc bolero cũng là màu sắc mà Vũ rất là yêu thích và Vũ nghe rất nhiều. Nhưng mà để mà thể hiện ở trên một cái sân khấu mà như cái live show của anh Hưng á, thì có thể là nó rất là ít lần. Và cái tiết mục của Vũ lần này thì Vũ cũng muốn nó phải có tính chất sáng tạo giống như là của cái album của anh Hưng, cho nên là chắc cũng phải chọn lọc những bài hát xong tự thiết kế ra một cái mashup nào đó để cho nó đồng bộ với lại cái chương trình. Cho nên là Vũ cũng rất là háo hức, nhưng mà thiệt sự là tới ngay thời điểm này thì Vũ chưa biết mình sẽ hát gì. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ có thời gian những ngày Tết để chúng ta ngồi nghỉ ngơi rồi suy nghĩ về việc những cái bản mashup của mình. Thì tôi nghĩ là tại vì live show thì tới 8 tháng 3 mới bắt đầu là bạn vẫn có thời gian 2 tuần nghỉ Tết giống như mọi người để chúng ta suy nghĩ. Tại vì anh chưa có nói cho Vũ biết thôi, chứ anh đã soạn sẵn cái phần của anh với Vũ rồi. Xong rồi. Rồi có phần riêng của Vũ là Vũ để cho Vũ tự quyết, nhưng mà vẫn phải bàn với nhau. Có những bản mà Vũ đưa ra thì Hưng sẽ có ý kiến rằng là cái bài này là nó sâu 75 là không được, mặc dù nó mang tính chất từ hải ngoại, nó cũng nghe cũng xa xưa mà chưa đủ độ. Thiệt sự đưa cái bài trước 75 cũng không chịu luôn, nói là bài này nó ngầu quá, nó dramatic quá. Nhưng mà đây là show hơn cho nên Vũ sẽ chiều nó 100%, muốn gì cũng được. Vậy kia cũng đỡ ha quý vị, tại vì người ta mời mình vào show xong ta chuẩn bị hết mọi thứ cho mình rồi thì mình cũng không mà hình như trong lúc bạn thấy là Vũ kia này hát bè đó nha Vũ ơi. Kỳ này em có hát bè vậy, Hưng cũng hát bè luôn cho một người ca sĩ. Vũ hát bè thì nổi tiếng rồi, Vũ em giỏi rất giỏi. Lợi thế của em là giả thanh rồi, bè rất là đẹp, cho nên là phải khai thác cái điều này. Phần chính của em riêng em có phần hát bè là em chuẩn bị đi đó. Giả thanh thì phải nói, nếu giả thanh thì không ai qua được Thánh Mưa. À, thanh không ai không qua được thanh Dương Chiêu Vũ á. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các anh. Thưa quý vị, một khách mời mới xuất hiện trong cái live show Bolero. Thì hồi nãy trong lúc mà Trà Dư Tủ Hậu ở phía bên kia thì Quý Khang được nghe Trung Vương cũng tâm sự là ngay khi mà anh Đàm Vĩnh Hưng ngỏ cái lời mời thì Trung Vương sẽ đồng ý ngay. Mặc dù là cho đến hiện giờ thì Trung Vương đã nhận lời mà cũng chưa biết mình sẽ làm gì trong cái show này. Thì Quân có thể chia sẻ một chút cho mọi người biết là điều gì đã thuyết phục bạn đồng hành cùng với anh Hưng trong cái live show cuối cùng này không? Xin chào tất cả mọi người ạ. Nãy anh Khang nói câu chuyện là chúng ta có 2 tuần Tết để mà nghỉ bài, là em nhớ là hồi đi học bị giao bài tập về nhà. Thực ra thì là em nghĩ là trong live show Quân Đàm thì 4 khách mời chắc, 3 khách mời, 3 hay 4 đó, 4 khách mời chắc em là người lạc lõng nhất. Tại vì mọi người, trước giờ em chưa bây giờ hát bolero luôn. Em là gọi là, em cũng không nghe luôn đó. Dạ. Nên là khi mà anh Đàm mời em hát ở trong cái album thì em cũng vui. Nhưng mà em cũng biết là mình có hát được không. Thì sau đó thì em mới thấy là thật ra là cái câu chuyện mà bolero hay không á, nó không có quan trọng bằng cái cách là mình yêu thích cái bài hát đó như thế nào. Hay là em đã hỏi anh Đàm là em có thể hát theo cái mà em suy nghĩ được không, câu chuyện mà em bịa ra, em nghĩ ra trong cái bài. Tại vì em biết là mỗi cái bài hát ngày xưa thì nó đều có một câu chuyện của tác giả riêng, nhưng mà em thì mọi người biết đó, nhìn mà em không có giống một người thích đọc sách lắm, nên là em cũng tự nghĩ ra một câu chuyện tình cảm nào đó cho cái bài hát đó, và em mong muốn là nó sẽ mới lạ hơn. Thì em cũng muốn là trong cái show lần này em là người đứng gọi là thách thức nhất, tại vì là em có gửi gắm anh Hưng là anh Hưng cho em một cái bài nào đó nó hơi tung tẩy và hơi kiểu đáng yêu một tí, nó sẽ giống với lại em hơn, và nó cũng, em cũng thật sự là cảm giác mình chưa có đủ đô để mà hát một cái bài nào nó quá là nặng á, nên là em cũng đang chọn một cái bài nó hơi mang tính chất gọi là hơi dễ thương một xíu. Còn bài gì thì em cũng đang phân vân giữa một chục bài Hưng gửi. Dạ.
Thật ra thì Trung Quân là khá khiêm tốn. Cái mà Trung Quân gọi là vừa vặn hay là dễ thương một xíu, nó là đô nặng của mọi người á. Cho nên là chắc chắn là cái mà em mang đến nó cũng sẽ rất là thú vị, chứ không phải như thế. Dạ, em muốn là mình giống như là giữa một rừng hoa hồng thì em là một bông xương rồng vậy đó. Dạ, em chọn lên là giữa cái show đó vậy thôi. Mời anh Hưng. Câu thứ nhất là trong thông cáo báo chí em thấy có khách mời là Mỹ Tâm. Thì không biết, tại vì em biết Tâm là một bạn ca sĩ rất là khá kén để tham gia một show nào đó, thì không biết anh Hưng đã thuyết phục Tâm như thế nào để cho cô ấy xuất hiện trong live show này, ngoài cái mối thân tình của anh và để cho cô ấy hát bolero. Và anh có thể bật mí chút xíu về tiết mục đặc biệt của anh và Tâm hay không? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là trong cái album Cho Cuộc Tình Đã Mất của anh thì có những bản mashup rất là hay. Vậy thì khi mà anh em vào cái live show này thì liệu cái hòa âm phối khí đó nó có thay đổi hay không ạ? Mà nếu mình không thay đổi thì khán giả sẽ thấy gì mới trong cái live show này? Hai cái trước đi. Dạ vâng. Quên câu hỏi đó. Trước tiên là như em nói đúng, danh sách khách mời tới giờ này mọi người cầm thông cáo chí trên tay đã nhìn thấy được toàn bộ khách mời của Hưng đêm đó rồi, trong sau này rồi ha. Có Mỹ Tâm, có Dương Triệu Vũ, có Uyên Linh, Trúc Nhân và Trung Quân. Rồi còn hai khách mời. À, vì khách mời đặc biệt là một nửa chủ nhân còn lại của bản giả khúc cho tình nhân là chị Lê Uyên sẽ có mặt tại Việt Nam trong show của Hưng luôn. Và hai khách mời Hưng không được cho phép nói tên, vẫn còn giữ bí mật. Hai khách mời rất đặc biệt, rất đặc biệt luôn nha. Mọi người sẽ Hưng hay thích kiểu chơi kiểu mọi người sẽ không bao giờ đoán được mọi người đó sẽ hát được hát cái gì và hát được bolero hay không, thì Hưng sẽ giữ cái đó công bố sau. Với Mỹ Tâm thì Hưng nghĩ là dùng cách gì Hưng mà nói ra thì chắc nhiều người dùng cách đó để lại mời Mỹ Tâm nữa, cho nên là thôi không nói cách nào cả. Chỉ biết rằng là Hưng đã làm được việc cái việc mời Mỹ Tâm, một cô ca sĩ kén hát và lười hát nhất hiện nay, đặc biệt là những cái show mà show bán vé là sẽ càng không chịu nhận lời hát nữa. Lạ không? Rất lạ, nhưng mà rất lạ luôn. Thế mà Hưng có cách của Hưng để mời Mỹ Tâm có mặt cùng Hưng là một điều, một kỷ niệm. Và sĩ diện bị kẹt ở 8, 9, 10 ở Sài Gòn, bị kẹt một cái nơi khác, cho nên là Mỹ Tâm sẽ xuất hiện ở tại Hà Nội là trong số ngày 23 tháng 3. Và có một người khác sẽ xuất hiện vào ngày 8 tháng 3. Mình sẽ nói sau. Rồi, những bản mashup. Bản mashup đó thì mọi người chỉ là nghe thôi chứ chưa bao giờ nghe live cả. Mọi người đang yêu thích như vậy đó, mình hoán đổi một cái gì đó mới mà nó không an toàn, nó không đáng yêu hơn thì mình không nên đổi, trong khi cái đó chưa từng diễn công khai lớn bên ngoài lần nào cả, chỉ diễn ở phòng trà hàng đêm vài nơi mọi người xem trên mạng thôi, và cũng chưa ai thấy Hưng với lại Trung Quân diễn live bài đó, và chưa thấy Hưng với Trung Nhân hát lại hay tất cả những gì mà nó đã từng làm chưa có, cho nên Hưng giữ nguyên những bản hòa âm đó. Mà cái cách chơi giữa đồ lo-fi mà đánh với đồ thiệt đó thì đó là một cái cảm giác rất lạ lùng đối với người nghe. Những cái bản hòa âm đó trẻ trung và dành cho một cái bài hát nó có tuổi đời lớn hơn cả mình, cho nên là nhiều người sẽ có nhiều cảm xúc lạ lùng khi xem show này lắm. Chắc chắn là sẽ giữ những hòa âm đặc biệt đó. Còn cái mới là cách hát nhẹ nhàng của Đàm Vĩnh Hưng xuyên suốt một show là một thách thức lớn đối với Hưng, và anh Vi Mỹ dàn dựng như thế nào cho nó mới toanh và mới có những chiêu thức chưa từng sử dụng thì nó là nhiệm vụ của anh Mỹ. Và sân khấu nơi đây sẽ là nơi có thể đem lại cho mọi người thấy cả một Sài Gòn rất xưa, cả một dãy phố có xe cộ chạy, có cầu đi qua và có rất là những gian hàng, tất cả mọi thứ đẹp nhất, sẽ đưa mọi người trở về những khúc trời hoa bướm ngày xưa. Cảm ơn em. Rồi câu hỏi tiếp theo là cắt điện thoại đi. Còn gì nữa bé? Dạ em hơi quên chút xíu. Thì dạ em có thấy là có Ngọc Thanh Tâm nữa, thì không biết vai trò Ngọc Thanh Tâm có hát hay là sự kết hợp nào với Ngọc Thanh Tâm giữa với anh Hưng không ạ? Rồi anh có ngại là khi mà
những cái album cuối cùng, live show cuối cùng về Bolero, thì sẽ có người nói là tại sao anh Hưng không ráng thêm một năm nữa, cho tròn 20 năm thì con số nó sẽ đẹp hơn. Và người ta sẽ có ý kiến là hay là tại anh thấy Bolero thoái trào rồi và nó không còn ăn nên anh quyết định dừng lại. Anh nghĩ sao ạ? Thứ nhất là không có Ngọc Thanh Tâm trong live show. Ngọc Thanh Tâm dạ được cũng kém lắm. Sẽ chỉ làm phim thôi chứ không có xuất hiện ở trên sân khấu cái minh họa nữa. Rồi cái sự nghiệp diễn viên là phim ảnh của Thanh Tâm đang rực sáng, cho nên là Tâm sẽ dồn tâm sức vào trong phim nhiều hơn. Thứ hai là những cái lời em nói, những ý kiến của mọi người đó, thì có khi có những cuộc tình mà mình ráng á, nó sẽ đứt cách không còn đẹp nữa, nó không còn để lại những hình ảnh đẹp, nó phải chịu đựng nhau quá nhiều, thêm ngày, thêm một giờ, thêm một ngày, thêm một tuần, là chất chứa thêm những cái mệt mỏi, chán chường, ví dụ vậy đó. Và hơn nữa Bolero, đúng như em nói đó, ngay từ cái show Sài Gòn Bolero và Hưng đó, anh cũng đã tiên đoán được cái sự có mùi thoái trào của Bolero. Nó không rực rỡ như năm đầu tiên, mọi người công nhận không? Đầu tiên là nhà, người người, tất cả game show đều dính đi Bolero hết. Thần tượng Bolero, duyên dáng Bolero, solo Bolero, cái khỉ gì của Bolero hết đó. Cho nên là Hưng tự thấy mình đã đi ăn trước một cái bánh rất lớn như vậy rồi đó. Và bây giờ mình cố tình mình chịu lắm, ăn xôi ăn dày thêm nữa nó sẽ mất hay. Và con số 20 đó, anh chưa bao giờ thấy con số 20 nó đẹp cả. Dạ, 18, 19 nó có nhiều cái nên thơ của 18, 18 năm yêu nhau, 19 năm yêu nhau. 20 năm giống như là một sự chán chường, một sự vợ chồng ân ái rồi, ôi chán phèo rồi, con cái đầy đầu, ly dị dừa đó. Còn 18, 19 năm nghe nó hay lắm em ạ. Cho nên là chọn số dùng là như vậy. Còn đúng là những cái gì hay nhất, những bài kinh điển nhất, đại diện nhất của Bolero đã được trưng dụng và xài hết trơn rồi. Còn lại những bài hát gần như là không được cấp phép. Nó hay rồi nên không được cấp phép, cho nên là cũng khó thực hiện. Đấy, cho nên là nghĩ là còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cho nên là dừng lại ở chỗ này đẹp nhất. Có thể một hai năm nữa Hưng sẽ mở ra cái gì đó, Hưng cũng có thể công bố quay lại hành trình. Cảm ơn em nha. Cảm ơn anh, kết thúc được câu hỏi.